À, giới thiệu các bạn cái hộp đựng mồi, hộp đựng mồi, đựng lưỡi câu. Chiều dài là 20 phân, chiều rộng là 15, cao là 4 phân. Hộp rất là cứng. Ở trong này là có chiều 1, 2, 3, 4, 5, 6 ngăn. 1, 2, 3, 4 ngăn lớn, 1, 2, 3 ngăn nhỏ nha. Đây là bỏ mồi này. Bỏ mồi có tự dụng những ngăn nhỏ này. Bỏ lưới, bỏ mồi nhiều. Bỏ mồi 2 con. Ok. Trên này mình có thể mình rút ra. Mình bỏ dài mình rút ra này, rút ra. Rút ra. Mình bỏ cái này vào ha, bỏ cái này. Bỏ cái này vào, ok. Bỏ ra, ok. Bỏ nhiều thứ, bỏ lưỡi, bỏ rồi, rất là nhiều ngăn hết. Rất là tiện. Tiện các bạn. Bỏ luôn xong được nhá. Ok. Giá là 45.000 nha. Rất là tiện lợi. Mình có thể bỏ cái này mình ngăn lại. Ok, rất là đẹp.